Vai, vai. Văn Trường đã nhập cột. Văn Trường đang sẵn sàng cho pha dứt điểm. Gia Huy. Dứt điểm! Như vậy là đã có một đồng mở tỷ số dành cho FC Cầu Giấy. Người ghi bàn là đội trưởng Vũ Hoàng Gia Huy. Và xử lý của Gia Huy đã làm ngỡ ngàng tất cả hàng phòng ngự của MSV Thái Bình. Tưởng như sẽ có một pha trả ngược, nhưng Gia Huy đã có một pha dứt điểm xuyên qua hàng rào của cầu thủ MSV Thái Bình. FC Cầu Giấy đã vượt lên và MSV Thái Bình sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Và nhiệm vụ trước mắt của họ đó là dứt điểm. Dứt điểm! Không vào! Một pha dứt điểm tốt đến từ Thành Trung, pha dứt điểm rất đẹp. Chờ đợi tình huống phạt góc. Dứt điểm! Không vào, lại trúng sang hàng. Cầu thủ FC Cầu Giấy tấn công thực sự ấn tượng. Rất hay, như vậy là 2-0! 2-0 dành cho FC Cầu Giấy. Rất tuyệt vời thưa quý vị và các bạn. Người ghi bàn đó là Anh Dũng. Anh Dũng là một pha bóng thực sự tinh tế. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm. Gia Huy đá biển và Anh Dũng đã có một pha tà lồng thực sự đẳng cấp. Pha bóng giống với pha bóng của Tâm KK HPL. Chúng ta cùng xem lại một pha tà lồng rất hay của Anh Dũng. Bóng đã đi qua hai chân của Vinh Quang trong những rồi. MSV Thái Bình sẽ có Như Thủy rất hay. Công Zidane 1-1. Công Zidane không được. Dứt điểm tiếp không được. Rất đáng tiếc cho Như Thủy. Như vậy hết giờ. Xin chúc mừng FC Cầu Giấy với chiến thắng này. Xin chia buồn cùng cầu thủ MSV Thái Bình. Họ đã một ngày thi đấu vất vả, nhưng xin chia buồn cùng các bạn. Như vậy FC Cầu Giấy đã là đội bóng cuối cùng bước vào vòng bán kết bóng đá chuyền tiền Champions League tranh cúp bóng đá 18 châu Âu. Xin được giới thiệu đội hình ra quân của cả hai đội ở trận đấu này. Về phía cầu thủ Phan Thế An Thái Bình, rất nguy hiểm. Không được. Dứt điểm, không được. Thành Trung đã phạt. Dứt điểm. Như vậy là họ đang xếp bằng tỷ số 1-0. Rất tuyệt vời được quý vị và các bạn. Một tình huống đá phạt rất đúng bài. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm. Chúng ta xem là ai đã ghi bàn ở tình huống này. Dứt điểm. Có lẽ người ghi bàn đó là lại là đội trưởng Vũ Hoàng Gia Huy. Rất nguy hiểm. Rất hay. Chỉ khác dứt điểm không vào. Một pha chơi tốt của tiền đạo mục tiêu như Tùng Hưng cũng đã phải lui về phòng ngự. Hiện tại Tùng Hưng không còn thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nữa. Rất nguy hiểm. Như vậy đã có đồng hồ rút ngắn tỷ số còn 2-3 dành cho cầu thủ Phan Thế An Thái Bình. Xin lỗi bạn, dành cho cầu thủ FC Cầu Giấy. Người ghi bàn là Công Zidane. Một pha dứt điểm quá tốt của Công Zidane. Một pha dứt điểm từ giữa sân. Lỗi của thủ môn Trọng Hoàng ở tình huống này. Dứt điểm quá hay của Công Zidane. Công Zidane và Đức Toàn đều đã có cho mình 7 bàn thắng. Hiện tại ở trận đấu tiếp theo thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả và các bạn trận bán kết thứ hai giữa FC Bảo Tràng và dứt điểm không vào. Rất nguy hiểm. Đồ đệ của Đức Toàn là Hải Em vào sân. Hải Em cũng sẽ không vào sân. Vâng, như vậy đã có người buộc giày rồi, có lẽ lại thay người rồi. Dứt điểm 5-3 dành cho tỷ số chúng ta được 3-5 dành cho FC Cầu Giấy. Một pha xử lý rất tốt của hậu vệ Văn Trường. Như vậy là FC Cầu Giấy đang từng bước cố gắng. Chúng ta phải ghi nhận những nỗ lực của họ. Họ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 3-5. Thì em tôi đã có bàn thắng thứ hai. Anh Dũng dứt điểm không được. Đức Đạt. Công Zidane. Như vậy là đã có bàn rút ngắn tỷ số còn 4-5. Nhưng phút cuối trên sân thực sự gay cấn. Công Zidane cũng đã có mình 8 bàn thắng. Quá hay. Một trận đấu quá hay đến những phút cuối cùng.
Vâng, còn 2 phút liệu rằng có kịp hay không? Đưa bóng sang. Dứt điểm đi. Ơ kìa, đưa vào đá bóng kìa. What? What the fuck? Gì đấy? Dứt điểm đi đâu dài. Ôi, đá bóng rồi. Ôi là trời ơi. Trời ơi, anh ơi là anh ơi. Chỉ thích làm việc chó, à nhầm. Chỉ thích làm việc khó. Tôi dỗi luôn, lần sau là tôi không chuyển nữa. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Không hiểu bóng đã đi đâu. Và dứt điểm của anh đã đưa bóng thẳng lên một khu rừng ở trên vùng núi phía Bắc. Chúng ta hãy cùng xem lại. Tình huống dứt điểm có thể nói là bóng lên thẳng với vũ trụ chứ không phải là một khu rừng nào phía Bắc nữa rồi. Mà tôi dỗi luôn, lần sau là tôi không chuyển nữa.